đi thăm lập ếch. Này lập ếch trong cái đám lùm này nè, trên khô nữa. Con nè ông ơi. Con gì đây? Con ếch bự chả. Thôi con ếch kìa. Ếch cái bụng trong bóng. Đó. Còn mấy con mà gì thấy bự dữ vậy? Con mà bự gì đó hả? Ừ. Rồi vô bánh này. Thêm mấy cá thúi. Quá trời con ếch bự rồi. À. Rồi. Để chơi. Có ngủ nút. Ăn rồi con ếch gì kinh. Rồi đi thăm tiếp. Đây có thấy con gì không? Nói con quên coi. Này nhìn thấy cái mặt không à, có thấy cái gọng gì đâu. Cái con gì đen thui vậy? Y con ếch nghe. Ếch khủng thôi à, được hai con luôn kìa. Hai con luôn. Rồi cầm hai cái lên được về. Ếch bự luôn á, ghê chứ. Ếch đằng kia bự hơn á. Ếch này bự hơn nè. Một ếch nhỏ. Cái này ếch nhiều dữ. Đi vô. Rồi về. Yeah. Nay mình đi thăm chuột. Con chuột. Ừ. Cái chuột cống rồi. Rồi, cho mày chết luôn, chuột cống. Ừ. Ừ, nó cắn đi. Cái này nó gom. Cái này nó gom. Có không? Đây đây có đấy mọi người. Ngay chỗ này ngon quá ha. Rồi chuột phóng hới ha. Chuột phóng hới. Đây con nữa nè. Vô nhìn đẹp ha. Rồi phát lại. Con này hung quá. Chỗ này không dính rồi. Sập mà không dính kỹ ta. Cái này chóng quá à. Chóng mà cái này nó gom mà. Gom mà chóng quá, nó bịch nó mấy con ngài có lý à. Cái này nó gom nước ngập hết trơn, nó gom là dễ gài lắm. Đây
không, chỗ này bịch người ta dính nè, thấy không? Ừ. Có gác rồi nó mới dính. Đó. Quá trời chuột. Trống quá nó không có vô. Cầm mỏi tay. Nói ra cho bé đi học. Cho hạ bà đứa bé chạy đi học á. Đường quê mình nông thôn. Trong cái đám lùm này ha. Nó có dính không? Trời ơi, nó ngồi trong ngóc kìa. Đừng con nữa rồi. Kìa, nó chạy lung tung kìa. Trời ơi, nó ăn lúa hết trơn. Lùm đi. Con này hay nhỏ rồi. Nhỏ thì cũng chục chục giái mà. Cơm chục giái vậy. Rồi, gom lại. Kêu cái gì mà kêu. Gom lại cây hành quả được nhiêu rồi. Rồi, có ếch, có chuột. Hai cái lọp ếch được 3 con ếch nè. Con này bự quá trời bự rồi. Rồi, ngon à nghe. Sáu chuột, 3 con ếch. Rồi, có lý rồi, sống được rồi. Chuột nướng nè. Ếch nướng nữa kìa.